Học giao tiếp thuyết trình có ích gì cho các bạn bán hàng livestream? Hiện nay, hình thức livestream bán hàng đã trở nên khá phổ biến với tất cả mọi người, nhất là những người kinh doanh online. Nếu bạn là một người tự tin, có khả năng ăn nói, duyên dáng, cùng hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ của mình thì những video bán hàng trực tiếp của bạn sẽ mang lại những lợi ích không ngờ. Một trong số đó phải kể đến 3 lợi ích dưới đây. 1. Nhiều người biết đến. Livestream bán hàng có sức hút rất lớn đối với người xem. Từ những lượng tương tác của khách hàng bằng việc like, comment, share đã lan tỏa đến phần lớn những người tham gia mạng xã hội. Chắc chắn ai cũng thích xem video tương tác hơn là ngồi xem từng ảnh, đọc từng mô tả về sản phẩm. Khi bạn tiến hành livestream, những người bạn quan tâm đến page, đến sản phẩm của bạn sẽ nhận được thông báo khi họ click vào giúp bạn gia tăng một lượng traffic tự nhiên đến page. 2. Gia tăng thu nhập. Việc livestream trực tiếp giúp các chủ shop tiết kiệm được khá nhiều thời gian chụp ảnh và up ảnh. Thay vào đó, bạn chỉ cần chốt đơn trực tiếp trong livestream của mình. Một trong những nguyên nhân khiến tính năng livestream trở thành công cụ bán hàng đắc lực của các chủ shop là vì khi khách hàng theo dõi livestream sẽ mua nhiều hơn do họ thấy được sản phẩm nên yên tâm hơn. Qua livestream, chủ shop sẽ bán được rất nhiều sản phẩm, nhất là những đợt xả hàng, khuyến mại, từ đó số lượng hàng tồn cũng giảm đi trông thấy. 3. Hấp dẫn khách hàng. Đối với những bạn kinh doanh online thì livestream là hình thức hấp dẫn khách hàng nhất so với việc bạn thường xuyên đăng quảng cáo bằng những hình ảnh hay bài viết. Dù bạn có viết hay đến mấy, ảnh có đẹp đến đâu cũng không tạo được sự tự tin tưởng của khách hàng bằng việc họ tận mắt nhìn thấy sản phẩm của bạn qua video. Bằng hình thức này, khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng và đi đến quyết định mua hàng của bạn một cách nhanh chóng thay vì phải đắn đo suy nghĩ liệu sản phẩm có như hình hay như những gì bạn quảng cáo ở bài viết. Ngoại hình ưa nhìn cũng là một lợi thế trong livestream bán hàng. Bên cạnh yếu tố về ngoại hình thì giọng nói và ngôn từ là hai yếu tố quan trọng quyết định đến thành quả của quá trình livestream bán hàng. Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình tại trung tâm You Can Now là khóa học thiết thực sẽ giúp ích cho bạn trong việc bán hàng online. Đến với khóa học, bạn sẽ được học các kỹ năng chuyên về giọng nói cuốn hút, ngôn ngữ hình thể linh hoạt, ngôn từ phong phú cùng với những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực giao tiếp thuyết trình. Thông tin chi tiết về khóa học xem tại youcannow.vn